Chuyên mục Y tế và sức khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chuyên mục kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Điện Biên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo là những điều cần biết về hiến máu nhân đạo và phổ biến kiến thức phòng bệnh viêm tai giữa cho trẻ nhỏ. Cuối chuyên mục là phổ biến luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới cũng như tại Việt Nam, trong thời gian qua, nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh đã được triển khai quyết liệt từ Trung ương tới các địa phương. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục về một số hoạt động trong công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2020, cả nước ghi nhận 204 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn 25 tỉnh, thành phố. Trong đó đã điều trị khỏi 55 người. Tỉnh Điện Biên chưa ghi nhận có trường hợp mắc COVID-19. Mặc dù vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh đã triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường công tác giám sát, cách ly với những đối tượng là công dân Việt Nam đi lao động trở về từ Trung Quốc, công dân đi từ các nước đang có dịch và từ Lào trở về. Các trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh từ nước ngoài và các tỉnh có ca bệnh xác định của Việt Nam. Tính đến ngày 30 tháng 3, trên địa bàn tỉnh đã cách ly 851 trường hợp tại các cơ sở cách ly tập trung. Số người được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, nơi cư trú là 1.318 người. Triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử với tất cả các hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tới người dân việc khai báo y tế điện tử trên ứng dụng nCoV. Hiện nay cái khai báo toàn dân thì vừa có cái nhà nước là quy định thì hôm ngày 15 tháng 3 vừa rồi thì Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ hai cái ngành, ngành y tế và ngành truyền thông trên toàn quốc về cái phương pháp là khai báo toàn dân nhưng mà khai báo bằng hệ thống điện tử. Nên với người dân vùng sâu vùng xa chúng ta thì việc tiếp cận vào cái điện tử ấy thì nó cũng còn hạn chế, cũng không thể hết được tất cả những người dân. Thế còn riêng hai cái ngành y tế và thông tin truyền thông thì hiện nay chúng tôi được giao nhiệm vụ là sẽ phải hướng dẫn người dân để làm cái động tác đó. Nếu mà khi người dân mà có nhu cầu khai báo thì là ai có hệ thống điện tử thì khai báo trực tiếp, còn ai không có thì phải đến các cơ sở y tế để cán bộ y tế hướng dẫn khai báo. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về tình hình và tính chất nguy hiểm của dịch COVID-19, phản ánh kịp thời diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên nền tảng mạng xã hội. Sản xuất các tài liệu, truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác giám sát, kiểm dịch y tế. Đối với người qua lại, hành khách tại cửa khẩu, lối mở, áp dụng khai báo y tế bắt buộc, kiểm tra thân nhiệt 100% khi xuất nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, lập danh sách và chuyển đối tượng về cơ sở cách ly tập trung đảm bảo theo quy định. Khi nhận được cái thông tin chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như Ủy ban nhân tỉnh thì ngành y tế cũng đã chủ động ngăn chặn cái dịch COVID-19 từ bên ngoài vào qua các cái cửa khẩu lối mở tỉnh, thì chúng tôi bố trí là cán bộ là trực tiếp thường trực 24 giờ trên các cái cửa khẩu và các cái lối mở để kiểm tra giám sát theo cái quy trình chuyên môn. Còn ở trong nội địa thì chúng tôi cũng cử cán bộ đến từng thôn bản, tổ dân phố, địa điểm để lấy danh sách tất cả những người từ các cái vùng dịch trở về hoặc là từ các cái tỉnh có dịch ở trong nước chúng ta trở về để theo dõi giám sát, tức là cử cán bộ y tế theo dõi là lấy thân nhiệt của các những cái người nằm trong đối tượng theo dõi là cứ một ngày hai lần. Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, song nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát là rất cao. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh xác định tinh thần chống dịch như chống giặc, thường trực 24/24 giờ, chỉ đạo ngành y tế, cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp từng thời điểm, mức độ theo kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đối tượng có nguy cơ, đảm bảo cơ sở trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng việc thu dung cách ly điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh.
để công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh tới cơ sở, cần sự đồng lòng ủng hộ của cả cộng đồng trong việc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, văn bản hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19 ra khỏi cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển tiến bộ về khoa học nói chung, trong y học nói riêng, nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu và điều trị bệnh ngày càng tăng cao. Trong khi máu thuộc loại thuốc đặc biệt, không có gì có thể thay thế được và máu chỉ có thể có từ nguồn máu hiến tặng của cộng đồng. Do vậy, việc tham gia hiến máu tình nguyện không chỉ có ý nghĩa nhân đạo, kịp thời góp phần cứu sống nhiều tính mạng người bệnh mà còn mang tính nhân văn sâu sắc trong toàn xã hội. Để quý vị và các bạn có thêm những thông tin về hiến máu nhân đạo, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Hàng ngày, hàng giờ, đâu đó tại các cơ sở y tế vẫn còn những hoàn cảnh thương tâm do không có đủ máu cung cấp kịp thời cho cấp cứu, điều trị ca bệnh cần đến máu. Khoa học đã chứng minh hiến máu không có hại cho sức khỏe. Mỗi lần cho máu là mỗi lần cơ thể bạn được kích thích quá trình tái tạo máu. Do đó, sau khi hiến máu, các cơ quan sinh máu sẽ được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp 8 đến 10 lần so với bình thường. Hoạt động này nhằm nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cơ thể. Những người có thể tham gia hiến máu nhân đạo theo thông tư 26 của Bộ Y tế có quy định rất rõ ràng, đó là tuổi từ 18 cho đến 60, cân nặng đối với nữ là từ 42 trở lên, đối với nam là từ 45 trở lên, không mắc các bệnh mãn tính, ví dụ như bệnh tim, gan hoặc những bệnh dị ứng nặng, không mắc các bệnh lây truyền về đường máu và hoàn toàn khỏe mạnh, thoải mái thì tinh thần trong thời gian hiến máu. Những ngày đầu sau khi hiến máu, các chỉ số máu có thay đổi chút ít nhưng vẫn nằm trong giới hạn sinh lý bình thường, không hề gây ảnh hưởng đến các chức năng sống của cơ thể. Một số ít trường hợp những ngày sau hiến máu cảm thấy lo lắng và hơi mệt mỏi, nên bình tĩnh và yên tâm. Đây chỉ là một trong phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể, biểu hiện đang trong quá trình phục hồi và tái tạo máu. Theo cơ sở khoa học và thực tế, các chuyên gia nhận định hiến máu không hề gây hại cho sức khỏe. Hơn nữa, hiến máu còn mang lại nhiều lợi ích như nếu hiến máu thường xuyên sẽ giúp duy trì lượng sắt trong cơ thể, đặc biệt là ở nam giới. Điều này giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, làm chậm quá trình oxy hóa và lão hóa. Đối với hiến máu nhân đạo thì cái lợi ích và ý nghĩa tiên quyết đầu tiên đó là cứu người. Đối với một số trường hợp thì các bác sĩ phải mất rất nhiều công sức, nhưng cũng đứng ở giữa ranh giới cứu người thôi. Nhưng mà đối với mỗi trường hợp truyền máu thì là những cái trường hợp rất cần thiết rồi, ranh giới là sự sống hay chết thì đó chính là trực tiếp cứu người. Ngoài ra thì còn những lợi ích khác, đó là lợi ích được tư vấn về sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, tư vấn về các bệnh lây truyền về máu, được kiểm tra sức khỏe định kỳ và sau truyền máu. Ngoài ra còn một số lợi ích khác, đó là kích thích sinh máu. Khi mà cơ thể mất đi một lượng máu rồi thì cơ thể lại kích thích mình sinh ra lượng máu mới bù vào những chỗ máu đã mất đi. Thứ hai là giảm lượng sắt dư thừa trong cơ thể. Thứ ba đó là đốt cháy lượng calo sinh máu. Để đảm bảo sức khỏe, người hiến máu cần ngủ đủ giấc, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, không uống rượu bia trước khi hiến máu. Sau khi hiến máu cần được nghỉ ngơi hợp lý, không tập thể dục với cường độ mạnh trong 2 ngày đầu sau hiến máu, tránh đồ uống chứa caffeine hoặc cồn, nên uống nhiều nước và bổ sung thực phẩm giàu sắt. Theo thông tư 26 năm 2013 của Bộ Y tế có quy định rõ về quyền lợi của người hiến máu, đó là được cung cấp các thông tin, dấu hiệu, triệu chứng về các bệnh lây truyền qua đường máu, viêm gan B, virus, một số bệnh lây truyền khác. Thứ hai đó là được giải thích về quy trình lấy máu, những tai biến không mong muốn có thể xảy ra. Ba là được đảm bảo bí mật về kết quả khám lâm sàng. Thứ tư là được chăm sóc, điều trị khi có các tai biến không mong muốn xảy ra. Thứ năm là được các cơ quan thẩm quyền xem xét, được tôn vinh, khen thưởng. Cuối cùng là được cấp giấy chứng nhận về hiến máu tình nguyện. Ngoài giá trị tôn vinh thì còn có ý nghĩa bồi hoàn số lượng máu tối đa bằng lượng máu đã cho, đã hiến ạ. Như vậy, mỗi người nếu thấy sức khỏe tốt, không có các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu, đạt tiêu chuẩn hiến máu thì có thể hiến máu từ 3 đến 4 lần trong một năm, vừa không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân, vừa đảm bảo máu có chất lượng tốt, an toàn cho người bệnh, thể hiện sự nhân văn, lòng nhân ái và trách nhiệm với xã hội. Thưa quý vị và các bạn,
viêm tai giữa là một bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Theo thống kê, 75% trẻ em từng ít nhất một lần bị bệnh viêm tai giữa. Bệnh tuy không quá nguy hiểm, nhưng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời và dứt điểm, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như thủng màng nhĩ, liệt mặt, viêm tai xương trũng, ảnh hưởng đến khả năng nghe nói, thậm chí là viêm màng não và áp xe não. Để quý vị và các bạn có thêm những kiến thức và có những biện pháp phòng bệnh, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Viêm tai giữa là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường gặp nhất là ở trẻ nhỏ. Do hệ miễn dịch và sức đề kháng của trẻ còn non kém, chưa phát triển đầy đủ nên không có đủ sức để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn lẫn virus. Các tác nhân này dễ dàng tấn công cơ thể trẻ rồi gây ra bệnh. Ngoài ra, do cấu trúc tai của trẻ có đặc điểm ngắn hơn, rộng hơn và nằm ngang so với người trưởng thành, vì vậy, chất lỏng từ cổ họng và tai ngoài có chứa vi khuẩn dễ dàng đi qua ống vào tai giữa. Khi trẻ bị viêm đường hô hấp trên, dễ khiến vòi nhĩ bị tắc nghẽn, sưng viêm, dẫn đến các chất dịch tiết ra thường mắc kẹt trong đó. Điều này tạo ra một môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn và virus sinh sôi và gây ra viêm tai giữa cho trẻ. Những biểu hiện của viêm tai giữa của trẻ thì có thể có như là trẻ sốt, trẻ có thể sốt cao 39-40 độ C, trẻ có thể vật vã, này, co giật, này, kèm theo sổ mũi, hắt hơi, ho. Trẻ đau tai, ở những trẻ nhỏ thì chưa biết kêu đau tai, thì trẻ có thể bứt tai, hoặc là khi ta chạm vào tai trẻ thì trẻ khóc, chảy mủ tai. Ngoài ra thì trẻ còn ăn kém, bỏ bú, nôn chớ, rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, trẻ quấy khóc, khó ngủ, trẻ kém phản ứng với âm thanh. Đối với trẻ sơ sinh thì viêm tai giữa có biểu hiện là quấy khóc, ăn kém, có thể có sốt. Tuy nhiên đối với viêm tai ứ dịch thì sự biểu hiện không rõ rệt. Khi khám soi tai thì ta có thể thấy màng nhĩ sung huyết, đỏ vùng rìa này, có mạch máu chạy dọc theo căn búa. Khi khám thì ta còn có thể thấy là toàn bộ màng nhĩ dày đục, mất nón sáng, hay là màng nhĩ phồng lên như mặt kính đồng hồ, hoặc phồng góc sau trên, hay là ống tai có mủ chảy ra, màng nhĩ có lỗ thủng. Đối với trường hợp mà viêm tai ứ dịch cấp thì khi khám soi tai thì có thể nhìn thấy màng tai như bình thường hoặc mất bóng. Về khám mũi họng thì có thể thấy họng đỏ, amidan sung huyết, viêm VA, mũi có mủ hoặc dịch nhầy, quấn mũi nhầy. Ở trẻ nhỏ, viêm tai giữa thường phát sinh sau những đợt viêm mũi họng gây ra tình trạng bội nhiễm tạo dịch mủ trong tai giữa. Chất dịch mủ có thể làm thủng màng nhĩ, chảy ra ngoài tai hoặc tích tụ trong vùng tai giữa, gây đau tai và giảm một phần khả năng nghe. Viêm tai giữa ban đầu là thể cấp tính, nếu không được điều trị kịp thời, lâu ngày sẽ làm tổn thương niêm mạc tai và trở thành viêm tai giữa mạn tính, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Thì viêm tai giữa ở trẻ em nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng cực kỳ nguy hiểm và khó khắc phục như các biến chứng về nội sọ như gồm có viêm màng não, áp xe não, viêm mê nhĩ, viêm tắc tĩnh mạch bên, liệt dây thần kinh số 7. Ngoài ra, biến chứng viêm tai xương trũng cũng là một biến chứng rất nguy hiểm. Các biến chứng khác có thể gặp như thủng màng nhĩ, sơ nhĩ. Lâu dài, trẻ nghe kém, nhất là từ khi chưa phát triển lời nói, sẽ dẫn đến rối loạn ngôn ngữ, ví dụ như nói ngọng, nói không rõ từ, làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng giao tiếp xã hội sau này của trẻ. Hiện nay vẫn còn rất nhiều cha mẹ khi thấy trẻ có triệu chứng đau tai thường tự ý mua thuốc về chữa cho con mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Hậu quả trẻ bị nặng hơn và phải chuyển đi cấp cứu. Theo bác sĩ Đỗ Phương Linh cảnh báo, nhiều cha mẹ, nhất là ở vùng sâu vùng xa, đã dùng oxy già nhỏ vào tai cho trẻ. Đây là một sai lầm nghiêm trọng trong việc điều trị bệnh viêm tai giữa. Bởi khi nhỏ oxy già vào tai, khả năng hút sạch nước trong tai là rất khó. Oxy già đọng lại trong tai sẽ gây kích ứng, phù nề niêm mạc. Đa số trẻ bị viêm tai giữa có thể tự khỏi trong vòng một tuần nếu được chăm sóc và điều trị đúng. Khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường, cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc về điều trị cho con, nên đưa trẻ tới cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để được xác định chính xác tình trạng bệnh,
nguyên nhân gây nên viêm tai giữa. Từ đó, các bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn và kê đơn điều trị phù hợp cho trẻ. Điều trị viêm tai giữa, đầu tiên phải chẩn đoán xác định đó là bệnh viêm tai giữa. Tùy theo loại viêm tai giữa, giai đoạn của từng loại viêm tai giữa và tùy theo nguyên nhân mà có phác đồ điều trị khác nhau. Nếu do virus, điều trị triệu chứng như hạ sốt, giảm đau, xịt rửa mũi. Do vi khuẩn, cần điều trị kháng sinh, kháng viêm phối hợp với dẫn lưu tại chỗ. Thì tùy theo màng nhĩ thủng hay chưa mà có cách điều trị tại chỗ khác nhau. Cần điều trị bệnh lý mũi họng kèm theo như dùng thuốc loãng nhầy, xịt rửa mũi. Đối với viêm tai giữa cấp tái phát đi tái phát lại nhiều lần mà nguyên nhân do VA amidan thì cần phải nạo VA, cắt amidan khi có chỉ định, tùy thuộc vào bệnh tích, tùy thuộc vào các giai đoạn của viêm tai giữa, hướng điều trị bảo tồn hay điều trị phẫu thuật. Thì chỉ định phẫu thuật khi viêm tai giữa có kèm theo viêm tai xương trũ mạn tính, kèm theo colestetom hoặc có biến chứng, có hồi viêm, thì hiện nay cũng phẫu thuật viêm tai giữa mãn tính ở trẻ em khi không có biến chứng để bảo tồn thính lực. Thì đối với viêm tai giữa mà điều trị ngoại trú thì bố mẹ cần phải theo dõi sát con theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Khi mà có dấu hiệu bệnh nặng lên thì cần phải đưa con đến cơ sở y tế ngay. Trẻ em là đối tượng rất dễ mắc bệnh viêm tai giữa vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Bệnh viêm tai giữa có thể gây nên biến chứng nguy hiểm khó lường nếu không được điều trị sớm. Để phòng bệnh viêm tai giữa, cần thực hiện các cách phòng chống như sau. Cách phòng bệnh viêm tai giữa cho trẻ, thì đối với trẻ nhỏ thì cho trẻ bú mẹ. Vì trong sữa mẹ có kháng thể, giúp trẻ có sức đề kháng tốt thì trẻ sẽ ít bị viêm tai giữa. Đối với những trẻ mà bú bình thì không nên cho trẻ bú nằm. Tiếp theo thì cần phải giữ ấm cho trẻ này, không để trẻ bị viêm đường hô hấp trên kéo dài, vệ sinh mũi họng đúng cách và làm thông thoáng mũi khi trẻ bị những đợt viêm mũi họng cấp, ngăn chặn những cái thói quen mà cho tay vào miệng hay ngó ngoáy mũi của trẻ. Đối với trẻ lớn thì tuyệt đối không xì mũi bằng cách bịt cả hai lỗ mũi cùng một lúc, cần phải hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những người bị ốm. Khi mà trẻ có những biểu hiện của bệnh viêm tai giữa thì phụ huynh cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 đã thông qua luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Luật gồm 6 chương 64 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Mục phổ biến pháp luật của chuyên mục y tế và sức khỏe kỳ này xin được giới thiệu một số điều khoản của luật quy định về trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Điều 46. Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch. 1. Ban chỉ đạo chống dịch được thành lập ngay sau khi dịch được công bố. 2. Thành phần Ban chỉ đạo chống dịch được quy định như sau. A. Ban chỉ đạo chống dịch quốc gia gồm đại diện của cơ quan y tế, tài chính, thông tin truyền thông, ngoại giao, quốc phòng, công an và các cơ quan liên quan khác. Căn cứ vào phạm vi địa bàn được công bố dịch và tính chất của dịch, Thủ tướng có thể tự mình hoặc chỉ định một Phó Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng Ban chỉ đạo. Bộ Y tế là thường trực của Ban chỉ đạo. B. Ban chỉ đạo chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gồm đại diện của cơ quan y tế, tài chính, thông tin truyền thông, quân đội, công an và các cơ quan liên quan khác. Trưởng ban chỉ đạo chống dịch là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp, cơ quan y tế cùng cấp là thường trực của ban chỉ đạo. 3. Ban chỉ đạo chống dịch có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch, thành lập đội chống dịch cơ động để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, điều trị và xử lý ổ dịch. 4. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về thẩm quyền thành lập tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp. Điều 47. Khai báo, báo cáo dịch. 1. Khi có dịch, người mắc bệnh dịch hoặc người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian 24 giờ kể từ khi phát hiện bệnh dịch. 2. Khi phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nhận được khai báo bệnh dịch, cơ quan y tế phải báo cáo cho Ủy ban Nhân dân nơi xảy ra dịch và cơ sở y tế dự phòng để khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp chống dịch.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về chế độ khai báo, báo cáo dịch. Chuyên mục Y tế và Sức khỏe kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.